Hello anh em, mình lên lại lên tiếp con đu bông lai 2 mạ vàng phay xước. Tình trạng là đã qua sử dụng còn rất là đẹp, không có cấn móc gì hết. Anh em mua hàng vui lòng xem kỹ video giúp mình nha. Nguồn đốt mà còn sáng đẹp, không có bị trầy nha. Mình kết thúc video tại đây. Chào tạm biệt anh em. Hẹn gặp lại anh em vào những video sau. Bye bye.